Tô Đại có dám chọn ghế Chủ tịch Quốc hội để nhanh chóng thay thế Tổng Trọng hay không? Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuẩn thuận về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu Quốc hội khóa 15. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 1 tháng 5 đưa tin đồng ý việc khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Bản tin cho hay tối 1 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã thông báo về việc cho phép khởi tố, bắt tạm giam và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Bản tin trên báo Tuổi Trẻ liên quan đến Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Trước đó vào ngày 26 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1046 tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái để cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố bắt tạm giam. Được biết, ông Dương Văn Thái sinh năm 1970, quê tại Bắc Giang, có trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Thái trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, sau đó về làm cán bộ thuế thuộc chi cục thuế thị xã Bắc Giang. Ông Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 từ tháng 7 năm 2021 cho đến nay. Hôm 15 tháng 4, Bộ Công an đã bắt 3 cán bộ tỉnh Bắc Giang có dính líu tới vụ án tập đoàn Thuận An và 2 lãnh đạo công ty này về các tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ. Trong đó có tên ông Dương Văn Thái với cáo buộc nhận hối lộ lớn từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Thuận An. Cũng liên quan đến công ty Thuận An, vào ngày 22 tháng 4, Bộ Công an đã bắt ông Phạm Thái Hà, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Vụ bắt giữ này được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ông Vương Đình Huệ, ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới, phải xin từ chức. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm hiện nay đang là một nhân vật rất quyền lực. Công luận thấy rằng tin khởi tố và bắt giam ông Dương Văn Thái đã xuất hiện cách đây khoảng 20 ngày. Do đó, việc nhắc lại nghị quyết số 1046 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành vào ngày 26 tháng 4 đối với ông Thái là điều bất thường. Đây có thể là tiếng kêu cứu tuyệt vọng của ông Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, một nhân vật thân cận với Vương Đình Huệ cũng sắp phải ra đi. Được biết, ông Bùi Văn Cường cũng là người thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký thông báo triệu tập phiên họp bất thường lần thứ 7 của Quốc hội khóa 15 vào ngày 2 tháng 5. Nội dung kỳ họp này là xem xét các vấn đề nhân sự sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị cho thôi các chức vụ. Trong kỳ họp bất thường lần thứ 6 vào ngày 21 tháng 3, Quốc hội khi đó cũng đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Võ Văn Thưởng. Theo một hãng tin quốc tế, phiên họp bất thường của Quốc hội Việt Nam lần này sẽ chuẩn thuận cho Vương Đình Huệ từ chức. Đồng thời, khả năng cao Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn người kế nhiệm cho hai chức danh đang bị bỏ trống. Theo giới phân tích, nếu như theo tiêu chuẩn tứ trụ là phải trải qua một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị, thì nay đảng chỉ có hai ứng viên, đó là bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm, là những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để chám vào hai vị trí này. Nhiều ý kiến cho rằng có thể bà Trương Thị Mai sẽ làm Chủ tịch Quốc hội, còn ông Tô Lâm sẽ nắm chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi vào phút chót vì nhiều diễn biến diễn ra rất phức tạp trong thời gian gần đây, khi nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục có những cuộc bắt bớ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã già. Tuy nhiên, vị trí Chủ tịch nước là một chiếc ghế có rớp mà trong vài nhiệm kỳ gần đây đã liên tiếp có nhiều người Chủ tịch nước gặp tai nạn. Có thể như ông Trần Đại Quang, người qua đời sau khi giữ chức này được hơn 2 năm, trong khi hai người kế nhiệm ông là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng đều phải rời chức phụ khi mới tại nhiệm kỳ được hơn có 1 năm. Chưa kể đến việc từ vị trí Chủ tịch Quốc hội rồi trở thành Tổng Bí thư cũng đã có tiền lệ, như hai ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng, nên có nhiều khả năng ông Tô Lâm cũng muốn chọn ghế Chủ tịch Quốc hội của ông Huệ để ngồi tạm trong thời gian ngắn trước khi chuyển sang ghế Tổng Bí thư thay cho Nguyễn Phú Trọng. Quốc hội Việt Nam khóa 15 dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 7 trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 20 tháng 5. Việc Quốc hội phải triệu tập kỳ họp bất thường lần này được cho là do áp lực của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại
có chọn ghế Chủ tịch Quốc hội để nhanh chóng thay thế Tổng Trọng hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đòn hiểm mà Tổng Trọng có thể xuất chiêu với Tô Đại để lật tình thế là gì? Chính trường Việt Nam đang trong giai đoạn bất ổn và đầy xáo trộn. Đây là chuyện vô tiền khoáng hậu cho lịch sử 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới phân tích khẳng định rằng chính trường đang nằm trong vòng kiểm soát của Bộ Công an với ông Bộ trưởng Tô Lâm. Nhưng vẫn có những cảnh báo ông Tô Lâm cần hết sức cảnh giác với những âm mưu đáp trả từ Tổng Trọng và phe cánh. Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm. Sự xáo trộn và mất ổn định của nội bộ lãnh đạo đảng là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại. Việc giám đốc điều hành của hãng Apple, ông Tim Cook, đến thăm Việt Nam nhưng sau đó lại đưa ra quyết định sẽ đầu tư nhà máy tại Indonesia là một minh chứng rất rõ ràng. Liên quan đến thế và lực của ông Tô Lâm, theo giáo sư Abuja, một chuyên gia phân tích chính trị Việt Nam đã khẳng định như sau. Ông ấy, tức là Tô Lâm, đã hạ gục hết nhà lãnh đạo này tới nhà lãnh đạo khác, doanh nhân này nối tiếp doanh nhân khác. Ông ta thực sự đang ở một vị trí không thể bị tấn công. Tuy nhiên, giáo sư Abuja cho rằng hiện nay ông Trọng vẫn là người có quyền lực và ảnh hưởng đáng kể. Nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương bắt đầu cuộc điều tra về ông Tô Lâm, thì bản thân ông cũng không thể ngăn cản việc đó. Điều đó cho thấy vẫn còn cơ hội điều tra các sai phạm của ông Tô Lâm, dù ông Abuja nhận định một cuộc điều tra đối với Tô Lâm sẽ không xảy ra vào lúc này. Giới phân tích cho rằng một số không nhỏ lãnh đạo cấp cao trong đảng cũng như các đại biểu quốc hội có nhiều người thực sự lo ngại về ông Tô Lâm và ông Tô Lâm đang là một ứng viên gây chia rẽ trong nội bộ của đảng. Công luận cho rằng trong một đất nước độc đảng như Việt Nam hiện nay thì thật khó có chuyện quan chức cấp cao không từng nhúng chạm. Tất nhiên, ông Tô Lâm cũng không ngoại lệ. Tô Lâm là một nhân vật có nhiều điều tiếng như vụ scandal bít tết dát vàng ở London vào cuối năm 2021 hay vụ ông Tô Lâm trực tiếp chỉ huy chiến dịch bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh ở Berlin tại Đức vào tháng 7 năm 2017. Blogger Đồng Phục Việt Nam trong bài viết Vingroup và Công an chỉ cột dây dày trong ruộng dừa đã chỉ ra các lỗ hổng mà ông Tô Lâm và phe cánh phải hết sức đề phòng. Tác giả đặt vấn đề thiên hạ cũng không lý giải tại sao Công an Việt Nam lại quan tâm bảo vệ Vingroup tận tình như vậy. Đặc biệt trong quá khứ, ông Tô Lâm từng dính dáng đến công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu AVG của ông Phạm Nhật Vũ là em trai của ông Phạm Nhật Vượng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Vào năm 2014, ông Phạm Nhật Vũ quyết định bán 95% cổ phần AVG cho Mobile Phone, trong khi giá trị thực của cổ phần này chỉ có 1.900 tỷ đồng, nhưng Mobile Phone đã mua với giá lên tới 8.900 tỷ đồng, lấy chênh lệch để mà chia nhau. Khi sự việc vỡ lở, ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị phạt tù chung thân, ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị phạt 14 năm tù. Vậy mà ông Phạm Nhật Vũ, đệ tử của ông Tô Lâm, chỉ bị phạt có 3 năm tù. Lý do được đưa ra là Phạm Nhật Vũ đã chủ động đề nghị hủy thương vụ, trả lại toàn bộ tiền đã nhận cho Mobile Phone. Kết luận của Thanh tra Chính phủ khẳng định Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đã ký 3 văn bản trái quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân thuộc Bộ Công an trong việc tham mưu và ban hành 3 văn bản tham gia ý kiến với Bộ Thông tin và Truyền thông. Chưa hết, cáo trạng vụ án Mobile Phone AVG cho thấy 3 văn bản mà ông Tô Lâm ký không chỉ dọn đường để Mobile Phone mua cổ phần của AVG với giá trên trời, mà còn việc Bộ Công an tùy tiện xếp thương vụ này vào diện mật hoặc tối mật. Đồng thời, tướng Tô Lâm còn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí không đưa tin bài viết bình luận về hoạt động chuyển nhượng giữa hai doanh nghiệp. Liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có hậu thuẫn cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Nhưng không hiểu vì sao ông Tô Lâm vẫn bình an vô sự
sau thương vụ kể trên. Theo giới chuyên gia, nguyên tắc khi ra nghị quyết của Bộ Chính trị là phải tuân theo ý kiến của đa số. Với cơ cấu của Bộ Chính trị hiện nay, trong tổng số 13 ủy viên, có 4 ủy viên thuộc phe Nghệ An, tiếng Tổng Trọng vẫn chiếm ưu thế. Nếu như Bộ Chính trị thông qua yêu cầu giao cho cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ, cơ quan tham mưu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phối hợp với cơ quan an ninh quân đội lật lại hồ sơ vụ án mobile phone mua AVG, thì cuộc chơi của ông Tô Lâm sẽ có kết quả ra sao, chắc ai cũng biết. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin đòn hiểm mà Tổng Trọng có thể xuất chiêu với Tô Đại để lật lại tình thế là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.